怎么说？晚安。我也要说吗？肯定啊。哎，光脚马过足。你说他怎么了？怎么了？他好热啊。天气太热了。bên này bắt đầu nóng lắm ông bà cô chú ạ. Con chạy tới đang xem hoạt hình. Chú này, chú này, chú ăn bao giờ này? Cháu chơi cái gì mới, mới cho sao chuyện? Con chạy hôm nay được nghỉ, hôm nay là thứ... Cháu còn đỡ bệnh, sinh bệnh hả mẹ ạ? Thứ bảy. Đây mới khá sâu à? Chúng tôi yêu lưu phí xí ấy. Ok. Ấy Mấy yếu. Hôm nay là thứ bảy ạ. Ngày mai nghỉ một ngày. Ngày mai chủ nhật lại đi học ạ. Nên là không về được quê. Con Trạch, con đang làm gì đấy? Con vẽ hình à? Con đang vẽ không bà cô chú ạ? Đó. Vẽ con này. Con hư hả? Khó khăn. Đẹp. Mình vẽ theo cái nốt vẽ của họ ấy. Con mua cái quyển này về là con thích vẽ lắm á. Đấy, cứ vẽ theo. Ngồi một lúc vẽ hết cả một quyển luôn. Đam mê vẽ. Ngẩng đầu quá này. Thấu thái chị nói. Bữa hôm nay chồng San làm ca tối ông bà cô chú ạ. Thì San định là chiều tối nay sẽ qua chỗ làm của Thái Lực tiện thể nấu một chút gì đó ngon ngon đem qua cho ba chồng ăn. Ở xưởng ăn uống cực lắm ạ. Họ nấu cho mình ăn qua loa thôi. Ba chồng San thích ăn chân giò heo nè, hoặc là thịt ba chỉ mỡ một chút. Thì sáng sớm San có qua chợ mua được ít chân giò heo và ít tôm nữa. Về nấu cho cả nhà cùng ăn. San sẽ làm sạch để đầu bếp Thái Lực nấu ạ. San mua cả tôm hùm đất ông bà cô chú ạ. Mua họ ấy làm sẵn cho mình. Về mình chỉ việc rửa xong nhặt lại đấy. Và xong rồi. Hôm nay làm hai món chân giò heo với lại tôm hùm đất xào nhà ăn rồi đem qua cho ba chồng nữa. Nó rất khởi bướng cả, không thể biết. Chừng, rửa, bỏ khăn ra đi. Sao cái đuôi này phải nhặt hết.要不要解说好吧？好。要不要解说？解说，你说呢？你随便说。啊？你随便说。刚才猪脚多开的水，用那个冷水给它煮一下。放点料酒。Trước tiên mình luộc ạ. Luộc cho ít rượu nấu và mình luộc.
怎么说？感恩呢。嗯。是什么味道？这个是西瓜味道的。嗯，西瓜。mùa hè thì có dưa hấu, dưa hấu bây giờ cũng rẻ đấy ạ, ngon hết. Ê, đi con mời ông bà cô chú chưa? Thì xua đi. Con mời ông bà cô chú ăn dưa hấu. Con dưa hấu. Thì dưa hấu cho sư xì qua. Ừ, con ăn đi. Mùa đông thì con thích ăn dâu tây, còn mùa hè thì con thích ăn dưa hấu không bà cô chú ạ. Bây giờ thì cũng hết dâu tây rồi. Dâu tây hết mùa, nắng nóng là dâu tây nhanh hỏng lắm. Làm mấy món này thì trước San cũng có ra video hướng dẫn rồi nên là hôm nay San sẽ không nhắc lại nha cả nhà. Hiểu à? Hả? Hiểu. Cái gì? Hiểu về bình hả? Chân giò thì mình sẽ cho vào nồi áp suất mình hầm cho nhanh ạ. Hầm tầm 20 phút. Bình thường hầm xương ấy thì nó sẽ nhanh chín hơn, còn chân giò thì sẽ lâu chín hơn một chút ạ. Bình thường thì ông nội rất là thích uống bia ông bà cô chú ạ. Mình hầm chân giò này với lại đuôi tôm rất là thích hợp để ông nhắm ạ. Rau
này họ cũng ăn rau dền luôn. Rau dền xào với tỏi. Con nói là món này là con thích ăn nhất đấy ông bà. Con mẹ ông bà cô chú ăn cơm ạ. Ăn đi xưa. Ăn đi. Ông bà sợ xin hả? Thầy chỉ muốn xin xa đấy. Xa bà bà kể bố à. Ông bà gặp ạ. Con khớ. Ờ, xin xin bảo bê. Cảm ơn Quang Trạch. Thế là xong rồi cảm ơn mama. Cảm ơn mama. Thì ba nấu ngon cho con ăn thì con cảm ơn ba đi. Con cảm ơn ba đi. Hả? Đi tuy thì ba xua cảm ơn ba. Mẹ mà mình xua thế nào mẹ? Cảm ơn ba. Đi ba thế nào biên nào? Cảm ơn ba. Đúng không chị? Bà, cái cái ốm cả tuần trời nay là toàn ăn đồ, hai mẹ con là đồ ăn đồ luộc thôi ạ. Không ăn con dầu mỡ thì hôm nay Quang Trạch cũng đỡ rồi nên là đi cho ăn dầu mỡ. Tôi sẽ chỉ cho nó xào rau xong rồi tôi sẽ cho nó. Ngon con. Ngon chứ. Ngon ạ. Ngon là gì mà? Ngon ạ. Ngon là gì mà? Tức là hảo sự. Tức là chứ đầy như thế. Sư mẹ ơi, đừng chạy bị thịt quay xin chào mọi người. Quay để chứ, đồng xa. Chúng ta sẽ xin lại, xin lại, quay. Chị cứ xin thay. Chứ sao mà vậy ta? Xin lại, quay xin. Trời ơi, nó ăn. Làm xin miệng nhỉ? Chúng ta. Ăn giỏi ha. Ừ, tươi băng. Chả xin này cỏ lên. Không ăn tỏi. Ta bổ sung này cơ chị. Xoan thấu. Chú gì hỏi sức mẹ? Hỏi sức. Mẹ mẹ. Chân rồng cũng ngon lắm ạ.
妈妈，哎、你快点吃这个肉小龙。好好，可以。你快点吃这个肉。嗯嗯。ờ đi ăn nhanh đấy con cứ để đấy ui dồi ôi con con cạch mà ăn nhanh quá không bóc thì kịp cũng bảo cô chú sư phan sư phan à phan sư đọc cơm sư phan là sư xem gì mà tôi không hiểu được我都没吃饭，你能听得懂？快吃快吃，吃饭吃饭吃饭吃饭，好。我给你八刀给你。我再给你，再给我，不给我，不给我。怎么说的？谢谢妈妈感恩呀。thức ăn thì đã nguội rồi, San đậy vào lát nữa mang qua để ông nội ăn nè. Nhiều đây cũng đủ ông nội ăn một bữa ông bà cô chú ạ. Vì ở đó không có tủ lạnh á, San sợ đem qua nhiều ông ăn không hết thì nó hư á. Thời tiết nóng rồi mà. Ông bà cô chú đoán trong cả nhà San bây giờ sẽ đi đâu ạ? Đi qua chỗ làm của Thái Lực. Này đi khách của xe. Mình đi cho cho mama xe cho đi mà. Sao đang? Con dễ dê lắm. Con dễ dê. Con dễ dê khoái chào. Nhi chua dễ dê. Dễ dê. Mẹ chưa có xin dầu bơ nó nắng thế. Nắng. Dễ dê, cái này là nhà của mẹ. Họ nói đây là nhà của mẹ. Dễ dê. Con sẽ hỏi đây là nhà của ông hả? Nhà của ông mà to như thế này hả? Đây là chỗ nghỉ trọ của xưởng ạ, cách chỗ làm cũng không xa. Hầu tu hoa thế nữa. Rất là này. Hoa này. Hoa này. Hầu tu hoa thế. Mama. Nhi ba bu thống cái thảm á. Này cái này này á. Ở trong đây rất là nhiều cây cối luôn ạ. Nở hoa đẹp thế. Mà có cây cối nó râm mát. Cái xưởng nó to thế nhở? Trời ơi. Công việc của chồng San là làm mấy cái đồ thép, đồ sắt này ông bà cô chú ạ. Kết cấu của sắt thép ấy để mình làm nhà cả nhà. Chơi lá thì tay à? Đi chơi lá thì xong à? À?
Wow. Một cái xưởng nó rất là bự luôn ạ, chia rất là nhiều ngăn. Trong ánh nắng soi và chị chói mắt. Mấy cái mảnh này xong là mình hàn xì cho nó dính vào nhau ấy. Nói chung là thái lực làm mấy cái này á, nó cũng rất là bụi á. Về đến nhà là quần áo bẩn rồi hít không khí không được sạch sẽ cả nhà. Có một lần San hỏi thái lực là anh thích công việc gì thì anh nói là anh thích nghề đầu bếp. Nếu mà không thích thì tại sao lại gắn bó với nghề đó tận 10 năm liền? Lương quá ít, thời gian làm nhiều không đủ nuôi gia đình nên mới bỏ. Sau đó là hỏi xin vào làm cùng ba ở đây cực một chút nhưng lương cao đỡ áp lực. Ai cũng muốn làm công việc nhàn nhã nhưng hoàn cảnh không cho phép, phải chấp nhận vậy thôi ạ. Ở bên trong xưởng thì chắc là Thái Lực là người trẻ nhất ông bà cô chú ạ. Đa số là từ 30 trở lên mà nhiều nhất thì là 50 đến 60 cũng có. Như bố chồng của San ấy, năm nay cũng gần 60 rồi. Cũng vẫn làm ở bên trong nè. Nhìn dễ gì anh? Mò mò. Con chạy không nhìn thấy con mèo ấy. Mò mò. Nhìn con mèo đúng không? Con mèo này. Mèo ăn cơm, đang ăn cơm đúng không? Hả? Con Quang Trạch nhìn thấy chó mèo là thích lắm nhỉ. Xiao Mao. Có người vào làm. Ở đây nước xanh lè mà vẫn có cá không mà cô chú ạ. Cá vậy? Cá nè. Chào xin ạ. Đi làm rồi, hai mẹ con San ở bên ngoài chuẩn bị đi về ông bà cô chú ạ. Có mỗi hai mẹ con. Mama, ở đây thì họ cũng rất là dễ cho vào xưởng luôn. Mà vừa nãy San quay, San lại cứ sợ là họ không cho quay á.
妈妈，我们这是在哪里？哦，小子在那倒着呢。我们这是在哪里？走。Nội cũng làm ở trong đây nhưng mà San không biết là làm ở cái bên nào nữa. Không làm cùng chồng San. Làm cùng xưởng nhưng mà khác công đoạn gì đó. Ở đây họ có cái cây dâu to chứ này. Cây dâu. Đó là đi về thôi. Đi về ha. Con này mặt đơ rồi đấy, nóng nhỉ. Bên trong công viên. Công viên đúng không? Công viên. Công viên. Công viên là cái công viên mà. Cái trồng hoa hồng như thế này. Nhiều hoa hồng chứ ạ. Wow. Ê. Bên trong là đánh cầu rồi. Video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho gia đình của San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha.